Mọi người ha, tối hôm nay thì ngồi rồi lục á mọi người, hàng mà ế hoặc là sót như thế nào á, lôi ra view cái gì mà giảm giá được thì giảm giá bán cho mọi người ha. Ai tùy theo nhu cầu của mỗi người, đâu phải ai cũng có nhiều tiền đâu. Giống như mình cũng vậy thôi, đâu phải là ai cũng nhiều tiền, thì ít tiền thì tao mua ít tiền, miễn sao cái chất lượng nó ok là được mọi người ha. Như cái con này là Lenovo, rất là đẹp, nói chung là cái vỏ là khỏi phải chê luôn, đẹp không tì vết, 15.6 inch, cái mẫu sản xuất năm 2020 mà giá có 2 triệu 7 sử dụng ok, hoàn hảo nha mọi người, văn phòng nhẹ nhẹ hay bán hàng online con cái học hành là được hết. Như thế này thì mọi người tìm hiểu cùng mình tại sao mà cái mẫu rẻ như thế này lại sản xuất năm 2020, là bởi vì là cái hãng người ta cũng tùy thôi, cái hãng người ta cũng có cái nhu cầu là phục vụ cái khách ít tiền. À, không phải ai cũng nhiều tiền. Đôi lúc ví dụ như kiểu có những cái máy á, mình lỡ mồm mình view mình kêu là máy này nó cũng khủng lắm nè mọi người hay gì, thì mọi người đừng có ghim gút cái chuyện đó, tại vì nó khủng đối với những người vừa tầm tiền. Mình thấy cảm thấy cái tầm tiền đó mà giá như vậy là nó quá ok, thì vậy thôi. Đôi lúc thì lỡ mồm mình thấy hả, dạo này mình view á, có lỡ mồm đôi chút, trời đất ơi, có một số người lên soi nói tùm lum hết, kêu máy này mà vô khủng cái gì hay này kia. À, tại vì mình báo là mình có công khai giá hết, cho nên là mọi người cứ tham khảo, cảm thấy hợp lý thì mua, không hợp lý thì thôi né chỗ khác. Vậy ha, máy là Zin nguyên bản 100%, con này á, là Lenovo nè, cái chip AMD E29000 gì đây, mọi người tìm hiểu giùm mình ha, mình quay rõ ràng, mọi người cứ lên mạng check giùm mình thôi, mình không có rõ đâu. Mình là mình nhập máy nhiều lắm nhưng mà không có biết, không có rành gì hết trơn á, rành giá nhập. Cứ nhập vào biết Zin, biết cái công ty đó là nó Zin nó ok vậy đó thì nhập về bán. Cho nên đó là mọi người xem tìm hiểu cái cấu hình giúp mình, đôi lúc mình cũng chưa rành bằng những cái khách mua hàng của mình nữa, nhưng mà mọi người vẫn ủng hộ mình nhiều lắm. RAM 8GB đó, và SSD là 256GB, có DVD nữa, đôi lúc thuận tiện sử dụng cái gì thì sử dụng nha mọi người. Đây, mẫu 2020 của Lenovo chính hãng, thì bởi vì người ta cũng cái nhu cầu của người ta cũng biết là khách hàng của ta cũng có người nhiều tiền, người ít tiền, đâu phải ai cũng nhiều tiền đâu, có webcam rồi đầy đủ ha. À, phím đẹp, máy này thì hoạt động hoàn hảo, pin thì chắc trên 2 giờ mọi người, kèm sạc Zin, và mình báo giá mọi người đó là 2 triệu 7, ai chốt thì inbox mình. Rồi RAM 8 SSD 256, có DVD, còn cái chip thì AMD, chip này hình như cái chip tiết kiệm năng lượng. Màn hình 15.6 inch đó là cái màn hình mà này là màn hình HD, không phải Full HD nhưng không có lỗi lầm gì hết nha mọi người. Màn hình đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Có phím số bên hông này để mình nhập dữ liệu rồi cho nhanh. Mình có tặng mọi người dán phím quốc tế, ký tự quốc tế nó gần tương đương như cái này, nó không đúng khuôn đâu, nó gần tương đương thôi. Mình dán lên vẫn sử dụng gõ kiểu quốc tế ok hết ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Ai chốt thì inbox mình nha.